Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Dần, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cao Trần. Và ngũ hành niên mệnh Kim Bạch Kim ngày Nhâm Dần, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Và nạp âm Kim Bạch Kim, kỵ tuổi, bính thân, canh thân, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất thành hỏa cục, xung với Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, phá Hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày. Tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Canh Thân, Bính Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Nhâm Tuất, Canh Thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Sinh Khí tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây, sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Tục Thế tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Hoàng Ân tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ về nhà mới, khai trương, sao Hỏa Tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Điều này khiến cho bạn trải qua một ngày không được suôn sẻ như ý muốn. Với bạn tuổi Tý là người có nhiều tham vọng và mong muốn thực hiện được chúng nhưng lại bị nhiều yếu tố khách quan ngáng trở bạn nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý á, với những quyết tâm phá bỏ đi những rào cản ở phía trước, song với bạn lại không được mọi người đồng tình ủng hộ mà còn bị phản đối, bị phá hoại nữa. Công việc càng làm càng không nhìn thấy được điểm sáng, tương lai mờ mịt khiến cho bạn chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý á, lại đang gặp ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này cho thấy về các mối quan hệ của bạn đang duy trì ở mức tốt đẹp, với những cặp đôi đang yêu nhau cũng đang rất hạnh phúc và bạn cũng rất được lòng gia đình và người ấy nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim bị các yếu tố khách quan làm cản trở vận trình của bạn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy có nhiều tham vọng, mong muốn thực hiện chúng nhưng không thành công. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, công việc càng làm càng thấy mù mịt và
và không tìm thấy được điểm sáng, tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, không nhận được sự đồng tình của mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tình cảm duy trì ở mức tốt đẹp, hạnh phúc bền vững. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 73, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Và có thể với những cống hiến của bạn từ trước tới nay đã được lãnh đạo nhìn thấy và công nhận, sẵn sàng cho bạn một vị trí phù hợp với năng lực của mình nữa rồi bạn tuổi Sửu nhé. Và với bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn hãy nghiêm túc lập ra những kế hoạch rõ ràng hơn cho tương lai của mình, chứ đừng có vội vàng hài lòng với những gì mà mình đang có được, vừa gặt hái được. Với khả năng của bạn, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với Thổ. Điều này cho thấy cái mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia lại không được mấy yên ổn. Và đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, chứ đừng giữ mọi chuyện ở trong lòng hoặc là đi tâm sự với những người bất mãn người khác nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đừng có vội hài lòng với thực tại, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có được cơ hội thăng quan tiến chức ngay trong tầm tay. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tình cảm vợ chồng không được hòa hợp cho lắm. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao về năng lực của bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng mà hãy tâm sự với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 68, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Điều này làm cho bạn không phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Dù là người làm công ăn lương hay là người làm kinh doanh, buôn bán, cũng sẽ có được nhiều cơ hội để kiếm tiền khá dễ dàng. Bản mệnh không cần phải vất vả mà vẫn có tiền về tay nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, tiền kiếm được bằng công sức của chính mình luôn rất đáng trân trọng. Cho nên với bạn tuổi Dần, cần có kế hoạch tiết kiệm rõ ràng để tránh việc chi tiêu hoang phí. Tốt nhất là với bạn tuổi Dần, nên để riêng ra một khoản tiền tiết kiệm ngay khi có tiền để tạm quên đi chúng, tránh nghĩ ngợi trong việc chi tiêu. Ngày này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khí đương vượng. Đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bạn đang có vấn đề. Bạn mệnh nên lưu tâm để ý tới các vấn đề về gan, thận, quan sát chức năng gan của mình liệu có đang giảm sút đi hay không bạn tuổi Dần nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, thu được lợi nhuận khả quan. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tiền bạc hanh thông, có được cơ hội kiếm tiền đầy tay. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, quan tâm hơn tới những vấn đề liên quan tới sức khỏe của mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, cần có kế hoạch tiết kiệm rõ ràng để tránh việc chi tiêu phung phí. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, lưu tâm hơn về gan, thận, chú ý quan sát chức năng gan. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 58, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tốt.
Tử vi tuổi Mão, thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão có được một ngày làm việc vô cùng là thuận lợi. Thần may mắn ở bên cạnh, tạo điều kiện, tạo cơ hội cho bạn, thích hợp để cho bạn nắm bắt được, thực hiện ngay những kế hoạch mà bạn đang ấp ủ từ trước tới nay. Và với bạn tuổi Mão, bạn đừng có chần chừ, do dự, kẻo lại để lỡ mất thời cơ hiếm có tới với mình. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, trong các mối quan hệ thân quyền có thể sẽ giúp cho bản mệnh gặp được quý nhân, và quý nhân sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn. Bạn sẽ nhanh chóng tìm ra được cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm thấy được con đường cho tương lai rộng mở hơn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mão trong ngày này, dù tinh thần làm việc của bạn hăng say đến mấy, với bạn cũng cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân mình. Không nên cố gắng làm việc quá sức, hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học hơn để luôn có được một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng nữa bạn tuổi Mão nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công việc có được những bước tiến triển rõ rệt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà bạn đã ấp ủ bấy lâu nay. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi khoa học hợp lý. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, tin tưởng hơn vào tương lai của bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chú ý rèn luyện sức khỏe thân thể từ bây giờ. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 41, số 85, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tốt, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, và đây là nguyên nhân khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay khó được êm đềm cho lắm. Mọi chuyện có thể bắt nguồn từ những lý do rất nhỏ nhặt, nhưng vì không có cách xử lý khéo léo cho nên rất có thể chuyện bé xé ra to nữa. Với bạn tuổi Thìn, khi xích mích nổ ra, cả hai bạn, bạn và người ấy đều cần phải học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có cách hành xử sao cho đúng đắn. Đừng có tạo ra vết thương lòng cho đối phương chỉ vì những lời nói và hành động khi nóng giận bạn tuổi Thìn nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy những bước tiến vững chắc của bản mệnh trong sự nghiệp ngày hôm nay, bản mệnh có thể sẽ khẳng định được vị thế của mình và bước lên một vị trí cao hơn. Nhờ vậy mà tình hình tài chính của bạn cũng có được nhiều khởi sắc trong ngày hôm nay. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, nên đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, gia đình lục đục, vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, con đường sự nghiệp có được những bước tiến vững vàng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, chú ý trong cách ăn nói, không nên làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, về tình hình tài chính có nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 75, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này làm cho bạn phải cần chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối mặt với đủ loại rắc rối trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Tỵ, hãy suy nghĩ lạc quan hơn, đừng có phiền lòng quá nhiều về những điều sai trái mà kẻ xấu bụng gây ra cho mình nhé.
Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, tốt nhất là bạn mệnh nên tập trung vào sự nghiệp của mình và làm mọi việc tốt nhất có thể. Với những lúc bị vu oan, với bạn tuổi Tỵ nên dùng hành động thực tế để chứng minh con người của mình, rồi kết quả cuối cùng sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. May mắn là với bạn đang có được mối quan hệ tình cảm gia đình rất hài hòa. Vì thế mà với bạn tuổi Tỵ, hãy yên tâm tâm sự với người ấy. Cho dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ cho bạn thì vẫn có thể giúp cho bạn nhẹ nhõm hơn. Bạn đừng có giấu mọi chuyện ở trong lòng bạn tuổi Tỵ nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, nửa kia luôn thấu hiểu và ủng hộ mọi quyết định của bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, dễ vướng phải thị phi ở chốn công sở, cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối phó. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, không nên bốc đồng, dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, cần phải tập trung cho công việc của mình, chớ để ý tới lời bàn ra tán vào. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, hãy bỏ ngoài tai những lời nói xấu, đặt điều không đúng về bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 86, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này sẽ tác động tích cực lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, giúp cho bạn tuổi Ngọ luôn cảm thấy tinh thần của mình tràn đầy năng lượng, tràn đầy nhiệt huyết. Cho dù công việc được giao có khó khăn, thử thách đến đâu đi chăng nữa, bản mệnh vẫn luôn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện chúng nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân mình, mà hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kỹ càng ở mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc là quyết định cuối cùng. Đừng có biến mình trở thành người múa rìu qua mắt thợ bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân đang có được nhân duyên rất tốt đẹp với những người khác giới. Và nếu như bạn đang còn độc thân, bản mệnh cũng có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó trong lần gặp gỡ đầu tiên, hoặc là đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, kiên trì hơn, đừng có bỏ cuộc khi vấp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, nhiệt tình, hăng hái trong công việc, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, hoàn thành tốt công việc được giao. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, nóng vội quá mức rất dễ dẫn đến sai suốt, sai lầm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, nhân duyên với những người khác giới rất tốt đẹp. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 82, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tốt. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thổ mộc xung khắc. Điều này làm cho bạn tuổi Mùi đang có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Dù bạn đang còn độc thân hay là đã có nửa kia thì bạn mệnh cũng cần phải chú ý giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới, tránh những mối quan hệ mập mờ trong ngày hôm nay bạn tuổi Mùi nhé.
Đặc biệt đó, đối với những người đã lập gia đình rồi thì bạn cần phải biết tiết chế cảm xúc của mình. Trước khi làm việc gì, bạn hãy suy nghĩ tới người thân, gia đình của mình. Chứ đừng có để cho bản thân mình lạc lối chỉ vì một phút ham vui gây tổn thương cho những người thân thiết nhất và tổn hại cho danh tiếng của bản thân mình nữa. Trong công việc, với bạn tuổi Mùi ngày thứ ba này lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ tạo cho bạn có được những cơ hội để khẳng định năng lực của bản thân mình, khiến cho mọi người phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa. Vì vậy, với bạn tuổi Mùi ạ, bạn hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của mình, cho dù đó là môi trường mà bạn chưa quen thuộc đi chăng nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, có trách nhiệm hơn với gia đình, đừng có để cho người thân bị tổn thương. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, giữ khoảng cách với những người khác giới, đừng có để cho những kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hãy tự tin để khẳng định giá trị của bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có được cơ hội để khẳng định vị thế của mình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 53, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Điều này sẽ gây ra không ít trở ngại cho công việc của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Thân đó, bạn làm tốt công việc của mình nhưng lại chẳng nhận được thành tích xứng đáng thuộc về mình, luôn có trở ngại nảy sinh nửa chừng khiến cho công việc của bạn xảy ra nhiều sai sót, công sức của bạn cũng vì thế mà có thể trở nên lu mờ hơn. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân đó, cũng đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Điều này cho thấy bản mệnh có thể sẽ cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình trong công việc. Với bạn tuổi Thân đó, bạn cứng nhắc tuân thủ mọi quy định nhưng trong một số trường hợp thì sự tuân thủ nhất định đó lại khiến cho mọi chuyện càng trở nên khó giải quyết hơn bạn tuổi Thân nhé. Và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân đó, cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng không được suôn sẻ như ý muốn. Hạnh phúc gia đình bỗng nhiên trở nên trong chênh hơn khi bạn đang gặp những cơn say nắng khiến cho con tim của mình chệch nhịp. Vì vậy, với bạn tuổi Thân, hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có. Đừng có để cho đến khi mất đi rồi mới hối hận. Lúc đó đã muộn mất rồi bạn tuổi Thân nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công sức của mình bị lu mờ bởi gặp phải nhiều sai sót không đáng có. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, công việc gặp nhiều trở ngại, không nhận được những thành tích xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, không phải lúc nào tuân thủ mọi quy định cũng là tốt. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nên thay đổi cách suy nghĩ cứng nhắc trong mọi tình huống. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hạnh phúc sẽ bị đe dọa vì con tim đổi hướng. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 54, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và đây là dấu hiệu chẳng lành cho vận trình sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Dậu có thể sẽ phải đối diện với sự hãm hại của đồng nghiệp hoặc là đối thủ hoặc là tiểu nhân. Vì vậy với bạn, hãy bình tĩnh để có thể tìm ra cách ứng phó phù hợp nhất có thể nhá.
Bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, bạn cũng cần phải lý trí hơn khi đưa ra những quyết định quan trọng, và nếu có thể hãy xin ý kiến của những người mà mình tin tưởng, và có thể thông qua đó bạn sẽ có được cái nhìn chính xác hơn về mọi sự việc trong ngày hôm nay. Ngày này, bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nếu như gặp phải những vấn đề khó khăn thì bạn nên tâm sự với những người mà mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện ở trong lòng, vì làm như vậy chỉ càng khiến cho bạn cảm thấy nặng nề, khó chịu hơn mà thôi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, luôn bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết phù hợp nhất. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đồng nghiệp hoặc là đối thủ có ý đồ hãm hại. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, lạnh nhạt với nửa kia của mình, vợ chồng có sự bất hòa. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, hãy tham khảo ý kiến của mọi người nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tâm sự với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 33, số 87, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: màu bạc, màu xám. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy nếu như bạn là người lãnh đạo, có thể sẽ khẳng định được quyền uy của mình với cấp dưới nhờ sự giúp đỡ của thiên ấn chiếu mệnh trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Tuất có khả năng dẫn dắt tập thể, đạt được những thành công, thuyết phục mọi người nữa nhé. Trong ngày này, nếu như bạn làm công ăn lương, sự thông minh, nhanh nhạy của bạn cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra được cách giải quyết những vấn đề hóc búa. Vì vậy, với bạn tuổi Tuất, hãy chủ động tạo ra cho mình những cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân, khiến cho các nhà lãnh đạo phải ấn tượng với bạn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này, với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, rất có thể sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra giữa bạn với nửa kia. Và cho dù nóng nảy đến mấy đi chăng nữa, thì với bạn tuổi Tuất cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, lắng nghe người ấy và đừng có hành động theo cảm tính của mình, bạn tuổi Tuất nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư làm ăn trước đó. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, có động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, công sức lao động của bạn được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, hãy đặt mình vào vị thế của người khác để tránh những tổn thương không đáng có. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 68, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có ngũ hành Dần Hợi nhị hợp phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng tạo được thiện cảm với những người khác ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Và nếu như bạn may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay, và bạn hãy trân trọng lấy cơ hội mà quý nhân giới thiệu cho bạn nữa nhé. Trong công việc với bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên, của những lãnh đạo. Vì vậy, với bạn tuổi Hợi, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cho cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình, và thời điểm được cất nhắc lên vị trí cao hơn sẽ không còn xa với bạn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi,
cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Phượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình đang vô cùng là hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Mỗi khi bạn gặp phải những khó khăn, gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp cho bạn vượt qua những khó khăn đó nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, gia đình có được sự hòa hợp, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nghiêm túc trong công việc, có được cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, chu đáo, biết quan tâm tới người khác. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, được cấp trên đánh giá cao vì những cố gắng của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 84, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!